Chào bạn. Đây là Quincy. Quincy buổi sáng. Lúc này tôi đang ở trong kitchen room và chuẩn bị pha cho mình ly cà phê và ăn sáng để kịp vào trận Brazil đụng Mexico lúc 10 giờ. Nước đã sôi. Lúc này tôi sẽ pha cho mình một ly cà phê Maxwell House, loại cà phê tan liền. Tôi uống cà phê với đường. Đây là ly cà phê buổi sáng. Mỗi buổi sáng tôi thường làm cho mình một ly cà phê đen, loãng, nhiều nước để uống lai rai trong ngày. Và lúc này thì tôi sẽ đi làm cho mình một tô mì nuôi để ăn sáng. Lúc này thì tôi làm cho mình món ăn sáng mì. Tôi thêm nước vào, mở lửa nấu cho sôi. Đây là loại mì ăn liền. Tôi thường mua những hộp mì như thế này để mỗi ngày khi cần thì ăn một món ramen noodle, tức là mì Nhật. Ở đây có ba loại mì. Mì Nhật thì nó gọi là ramen, còn ramen noodle, còn mì của Đại Hàn thì nó gọi là sabor noodle, còn phở của Việt Nam thì nó gọi là pho. Pho là phở. Ở đây tôi sẽ ăn mì. Đây là món leftover food, tức là nấu nuôi. Tôi sẽ thêm nuôi vào trong mì. Tôi lấy thêm nuôi vào trong mì. Một phần đủ ăn. Thì sau đó tôi sẽ đập vào một quả trứng. Và khuấy lên. Vì vậy là tôi có mì nuôi và egg, trứng gà. Tôi nêm với chút xíu nước tương. Đây là seasoning, nước tương. Chỉ cần có ý tưởng, chỉ cần có đôi tay khéo léo là chúng ta có thể self service, tự mình phục vụ cho cuộc sống của mình. Tôi đổ ra tô và ăn mì bằng cái chopstick quen thuộc của mình.
Lúc này tôi đã có cà phê, có mì và tôi ăn sáng nhanh để kịp xem trận bóng Brazil đụng với Mexico. Cả hai đội đều là Nam Mỹ. Brazil thì mạnh rồi. Mexico vào được là nhờ Đại Hàn loại cái đội Đức bằng hai trái quạt, hai trái banh ở những phút cuối cùng. Qua những trận cầu, qua những trận banh thì chúng ta ghi nhận ngày nay những đội banh đã được qua các cái giải đấu vào đến World Cup thì đều là những đội banh mạnh, có thể 1-10, 1-8 ngang ngửa với nhau. Cái phát triển của xã hội, tốc độ di chuyển ngày nay rất là nhanh giữa các đại lục, làm cho cái trình độ về thể thao, về khoa học kỹ thuật, về cái văn hóa trong cuộc sống đều càng ngày càng hòa trộn vào nhau, càng ít sai biệt. Bây giờ thì tôi sẽ dọn các thứ lên bàn ăn và vừa ăn vừa tìm ý kể chuyện. Chào bạn. Sau khi làm xong cho mình một giấc mì với nuôi trứng, pha cho mình ly cà phê, thì bây giờ là giây phút enjoy. Tôi ăn mì, và kể chuyện. Trước hết, tôi là người thích kể chuyện. Thích săn hình, tìm ý và kể chuyện. Thú kể chuyện khiến tôi lúc nào cũng phải động não đi tìm những ý tưởng để đan dệt thành những câu chuyện. Tôi dùng cái phone tai của mình focus gom cảnh sắc vào trong cái window và nhìn vào cái hình ảnh trong cái window trên cái phone tai và tìm ý tưởng để rồi dùng lời nói của mình gắn vào hình ảnh và tạo ra những câu chuyện. Vì là người thích kể chuyện, do đó lúc nào tôi cũng muốn đi tìm ý tưởng, nội dung cho những câu chuyện. Kể chuyện giúp cho tôi kết hợp cái ý tưởng trong khu vườn trí tuệ của mình với ngoại cảnh,
cái ý tưởng trong đầu được thể hiện bằng những hình ảnh của ngoại cảnh. Kể chuyện kích thích sự sáng tạo. Nó khiến chúng ta luôn phải động não đi tìm cái hay, cái mới. Kể chuyện giúp cho chúng ta đưa cái ý tưởng bên trong của mình hòa nhập vào với cái ngoại cảnh. Vô hình chung, nội ngoại kết hợp lại thành một thể thống nhất. Tôi thích thuật kể chuyện vì nó giúp cho tôi nhìn thấy cái bản ngã của mình qua những hình ảnh mà mình nhìn thấy ở chung quanh. Ngày nay kỹ thuật tiến bộ, chỉ cần một cái phone tai ở bên mình thì lúc nào ở đâu chúng ta cũng có thể tạo ra những video clip để diễn tả những điều mà mình muốn nói. Nó cho chúng ta cái phương tiện sáng tác. Tại sao gọi là sáng tác? Vì ta tạo ra video clip theo ý tưởng của riêng mình, theo cái sự suy nghĩ độc lập của mình. Giống như ta viết, ta tìm ý tưởng, ta viết ra. Không có sự sắp xếp của người thứ hai. Khi ta có phương tiện tự diễn đạt thì ta có thể dùng nó trong sáng tác. Từ khi làm quen với thuật kể chuyện, tôi phát hiện rất nhiều những ý tưởng cụ thể với nó bằng những hình ảnh, và nó giúp cho tôi hiểu rõ cuộc sống của mình hơn. Tôi hiểu về màu sắc, tôi hiểu về hình dạng, tôi hiểu tường tận công dụng của chopstick, tôi hiểu miệng và mũi trong cái tương tác hóa lý, tạo hóa cho chúng ta mũi và miệng, và nó làm việc với thực thể tương tác trực tiếp. Tôi hiểu công dụng của mắt dùng để nhìn, tai dùng để nghe, và nó tương tác với cái thực thể dạng sống.
sóng ánh sáng cho ta hình ảnh, sóng âm thanh, sóng cơ cho chúng ta âm thanh. Ăn uống thì gần, tiếp xúc, đó là hiện tượng vật chất tiếp xúc trực tiếp. Mắt tai thì giúp cho chúng ta nhận biết cái thế giới hiện thực qua thực thể sống, sự lan truyền của sống. Và phần cao nhất của chúng ta là đại não, tóc, trán và thần nhãn, giúp cho chúng ta phát hiện ra những câu chuyện xa xưa, những câu chuyện tồn tại trong cái vũ trụ này, giúp cho chúng ta giao tiếp với tinh khí thần chứa trong vạn vật, trong cái vũ trụ. Gần ta nhất là mũi và miệng tương tác trực tiếp, xa hơn nữa hình ảnh qua sóng ánh sáng và âm thanh, tiếng động qua sóng âm thanh, và đi sâu hơn nữa vào vũ trụ qua cái bộ não thần nhãn. Nhờ thuật kể chuyện, dần dần tôi phát hiện ra được rất nhiều vấn đề lý thú. Lúc này cũng gần 10 giờ rồi. Tôi sẽ ăn nhanh buổi sáng của mình để kịp xem trận Brazil đụng với Mexico. Và cái trận tôi chờ đợi là trận chiều nay 2 giờ giữa Japan và Belarus, Nhật và Bỉ. Bỉ một thời được mệnh danh là những con quỷ đỏ, ra sân luôn luôn mặc áo màu đỏ. Nhưng Nhật thì có cái sự quyết tâm, và đội Nhật cũng rất trưởng thành, và nhất là nó là một đội Á Châu, mà mình là người châu Á, do đó mình thích sự hiện diện của những đội Á Châu. Do đó cái trận mong ước nhất của tôi hôm nay sẽ là trận lúc 2 giờ giữa Nhật đụng với Bỉ. Và bằng trực giác tôi thấy Nhật cũng có nhiều hy vọng, vì Bỉ không phải là một đội quá mạnh hay là một đội kỵ rơ với đội Nhật. Đến đây câu chuyện đã dài. Cứ mỗi buổi sáng thì tôi lại làm practice cái storyteller. I like to become a storyteller. Tôi thích mình trở thành một người kể chuyện. Vì kể chuyện sẽ lưu lại trong vũ trụ cái tinh ý thần, và ngàn sao
câu chuyện kể của chúng ta vẫn tồn tại. Tôi nói đúng không? Đến đây nói câu quen miệng. Quincy, chào bạn. Hẹn gặp lại.